Xin được mến chào các bạn học sinh và quý phụ huynh đã quay trở lại với chương trình Dân văn Talk Show Chuyện ngành. Và ngày hôm nay Minh Duyên rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị. Và ngày hôm nay đồng hành cùng với Minh Duyên trong chương trình xin được trân trọng giới thiệu cô Nguyễn Lê Uy, đại diện bộ môn ngữ văn Ý. Dạ vâng, xin mời cô gửi lời chào đến các bạn học sinh và quý phụ huynh ạ. Kính chào quý vị phụ huynh và các em học sinh thân mến. Chào Minh Duyên. Dạ vâng, và để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay thêm thú vị như đất nước mà chúng ta vừa nhắc đến đó chính là Ý, thì chúng ta sẽ có một game nho nhỏ, không biết là cô Lê Uy đã sẵn sàng để chúng ta chơi game chưa ạ? Mình đã sẵn sàng rồi. Dạ, game thì cũng rất là đơn giản thôi. Minh Duyên sẽ đưa ra những tấm ảnh, trong đó là những địa danh, thương hiệu, văn hóa của đất nước Ý. Và nếu cái nào mà nó thuộc về đất nước Ý thì cô sẽ giơ bảng tiếp, và cái nào sai thì cô sẽ giơ bảng là X ạ. Và bây giờ thì chúng ta đã sẵn sàng để bắt đầu chơi trò chơi. Bức ảnh đầu tiên ạ. Vespa. Van Gogh. Croissant. Gesti. Dạ vâng, xin được cảm ơn cô Lê Uy với phần trò chơi nho nhỏ vừa rồi. Rất là thú vị để chúng ta có thể biết nhiều hơn về văn hóa của đất nước Ý mà các bạn trẻ hiện nay cảm thấy rất là quen thuộc. Giống như là xe Vespa, chúng ta chạy ở ngoài đường thì thấy rất là nhiều. Nhưng ngày hôm nay thì cũng phổ cập thêm một chút kiến thức về một đất nước rất là xinh đẹp dành cho em cũng như là các bạn học sinh đang xem chương trình. Như vậy thì nói về văn hóa, con người và đất nước Ý thì nó quá là quen thuộc với người Việt Nam, nhưng ngành học của chúng ta thì lại chưa phổ biến lắm. Dạ, như vậy thì theo cô, vì sao ngành ngôn ngữ Ý lại chưa phổ biến tại Việt Nam ạ thưa cô? Cảm ơn Minh Duyên vì câu hỏi vừa rồi. Cũng thú nhận một điều là hiện tại bộ môn ngữ văn Ý, khoa ngữ văn Tây Ban Nha Italia chỉ mới được thành lập từ năm 2008 và chính thức đào tạo cái khóa cử nhân đầu tiên là năm 2012. Vì vậy cho nên là hiện tại tới thời điểm này thì khoa chỉ mới có đào tạo ra 12 khóa sinh viên mà thôi, và chỉ mới có 8 khóa tốt nghiệp. Đúng thật, đây là một cái ngành ngôn ngữ rất là mới. Và vì nó mới cho nên là nó sẽ không nhận được cái sự phổ biến giống như là những ngành ngôn ngữ khác. Và cái lý do mà một ngôn ngữ có phổ biến ở một đất nước hay không, nó còn phụ thuộc vào những mối quan hệ hợp tác, đối tác, doanh nghiệp, ngoại giao. Vì vậy cho nên là ngành ngôn ngữ Italia hiện tại vẫn là một cái ngôn ngữ rất là hiếm, tức là ít người sử dụng. Tuy nhiên là có rất là nhiều nhận định nói là tại vì cơ hội việc làm với ngành ngôn ngữ Italia, tức là với tiếng Ý đó, ở Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng không có nhiều. Và mình xin khẳng định luôn, đây là một cái nhận định chưa chính xác lắm. Đó là bởi vì chúng ta đây là những cái người tiêu dùng với những cái sản phẩm cuối, những cái sản phẩm tiêu dùng đó. Ví dụ như tụi mình mới nãy mới vừa chơi xong là Vespa chẳng hạn, là tụi mình hay ăn mì Ý, tụi mình cũng ăn pizza, thì tụi mình biết đây là những cái sản phẩm Ý. Tuy nhiên là các cái doanh nghiệp Ý ở Việt Nam hay là ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng ha, mình còn tham gia vào khâu sản xuất ra những cái sản phẩm đó. Và mình khi mà mình là người tiêu dùng thì mình sẽ không có nhận được những cái thương hiệu đó. Mà khi mà họ cung cấp cho chúng ta thì họ sẽ cung cấp công nghệ, họ sẽ cung cấp nguyên vật liệu và máy móc. Và vì vậy là chỉ có những cái doanh nghiệp sản xuất họ mới biết đến những cái máy móc đó của Ý, những cái công nghiệp đó của Ý thôi. Và hiện tại á, những cái doanh nghiệp Ý á ở Việt Nam này đang là thuộc vào những cái lĩnh vực rất là đa dạng, rất nhiều lĩnh vực, ví dụ như mỹ phẩm, dệt may, da giày, máy móc công nghiệp lẫn nông nghiệp. Cho nên là sinh viên khi tốt nghiệp có rất là nhiều cơ hội việc làm. Với tất cả những cái lĩnh vực mà các doanh nghiệp Ý ở thành phố Hồ Chí Minh mà chị mới vừa kể trên, thì sinh viên tốt nghiệp ra trường có một cái cơ hội việc làm rất là rộng mở. Thì sinh viên có thể làm biên phiên dịch, lĩnh vực biên phiên dịch, các bạn có thể làm biên phiên dịch viên, hoặc các bạn có thể làm lĩnh vực du lịch. Các bạn về du lịch thì tụi mình có rất là nhiều, mình có thể làm hướng dẫn viên này, mình có thể mở công ty du lịch lữ hành, mình có thể làm điều hành viên. Thì đó là về du lịch. Các bạn có thể làm trong các doanh nghiệp Ý luôn, bằng tất cả những vị trí giống như là sale hay là chăm sóc khách hàng, tất cả những cái vị trí mà có thể nói chuyện, trao đổi với lại cái đối tác ở bên Ý. Hoặc là các bạn có thể làm trong các cơ quan ngoại giao nữa, giống như là lãnh sự quán hay là
đại sứ quán, các bạn cũng có thể làm ở trong đó, và cuối cùng là các bạn có thể học cao lên, học sau đại học, học thạc sĩ để ở lại khoa, ở lại bộ môn để thực hiện công tác giảng dạy. Các bạn có rất là nhiều cơ hội việc làm. Dạ vâng ạ, như vậy thì với nhiều cơ hội việc làm như vậy thì tại khoa của chúng ta, chương trình đào tạo sẽ như thế nào để giúp cho sinh viên các bạn có thể bước ra ngoài thị trường lao động và trở thành những người nằm trong lực lượng lao động chất lượng ạ? Và chúng ta có thường xuyên cập nhật hay không? Vậy thì chương trình đào tạo của bộ môn hiện tại sẽ được cập nhật và chỉnh sửa 2 năm một lần theo như quy định. Và ngoài ra thì mỗi năm như vậy bộ môn vẫn tổ chức chương trình hội nghị nhà tuyển dụng. Tức là mình sẽ mời những cái nhà tuyển dụng, những cái người mà đang tuyển dụng chính cái sinh viên tốt nghiệp của mình để hỏi thử xem là sinh viên của chúng tôi đào tạo ra đã có đáp ứng được nhu cầu của quý doanh nghiệp hay chưa. Và họ sẽ cho mình, họ sẽ đóng góp những cái ý kiến rất là quý giá để mà mình có thể chỉnh sửa lại chương trình đào tạo. Ngoài ra, ngoài hội nghị nhà tuyển dụng, khoa và bộ môn còn tổ chức những cái chương trình gặp gỡ cựu sinh viên, những bạn sinh viên đã ra trường quay về để đóng góp ý kiến cho cái chương trình đào tạo là thầy cô dạy những cái môn đó đã phù hợp với nhu cầu của thị trường hay chưa. Từ đó, từ tất cả những cái yếu tố trên, bộ môn và khoa 2 năm một lần chỉnh sửa và cập nhật chương trình đào tạo theo đúng với lại yêu cầu tình hình thực tế. Dạ vâng ạ, sự rộng mở và hỗ trợ của khoa chắc chắn sẽ làm cho các bạn sinh viên tự tin hơn trong hành trình trong 4 năm đại học cũng như là sau khi chúng ta tốt nghiệp và ra trường đi làm. Như vậy thì nếu có những bạn sinh viên có mong muốn nâng cao trình độ ngoại ngữ cũng như là hiểu thêm về văn hóa của đất nước Ý, các bạn muốn trở thành du học sinh thì không biết là khoa có những chương trình nào để có thể hỗ trợ cho các bạn ạ? Nếu mà nói về những cái chương trình học bổng và chương trình trao đổi của bộ môn ngữ văn Ý thì mình rất là tự hào khi mà phải nói là chính thức cho đến thời điểm hiện tại, bộ môn ngữ văn Ý đã ký kết chính thức với 3 trường đại học. Hai trường đại học là Unimore và Ca Foscari ở Venezia để cho chương trình trao đổi sinh viên. Tức là các bạn có thể đang học và đi qua đó trao đổi vài tháng hoặc 1-2 học kỳ. Hoặc là mình có thể ký kết thêm một chương trình học bổng nữa với trường đại học dành cho người nước ngoài ở Perugia. Thì cái trường đó các bạn nhận được học bổng, nhất là chương trình đào tạo thạc sĩ, hai là chương trình đào tạo cử nhân. Tức là các bạn dành cho tất cả những đối tượng sinh viên của khoa. Và trong vòng 3 năm trở lại đây thôi, từ khi lần đầu tiên ký kết, thì bộ môn đã có gần 20 sinh viên đang du học tại Ý. Dạ vâng, như vậy thì cơ hội của các bạn sẽ như thế nào khi mà các bạn được trao đổi đến đất nước Ý học tập cũng như là tốt nghiệp ạ? Đối với lại các bạn sinh viên mà đã tham gia chương trình trao đổi á, tức là các bạn qua bên đó học một vài tháng hoặc một học kỳ, các bạn có thể lấy những cái môn đó về trường đại học của mình để đổi thành điểm, của mình, của cái môn của mình. Tức là các bạn đã có, không nhiều nhưng có thể nói là đã có kinh nghiệm học tập tại Ý, đã có cái cơ hội tiếp xúc với lại văn hóa Ý, con người Ý, ngôn ngữ Ý. Và đó là một cái cơ hội cực kỳ quý giá cho các bạn sinh viên. Ngoài ra thì các bạn mà tham gia nhận học bổng, dự tuyển học bổng cử nhân hoặc là học bổng sau đại học, các bạn có thêm một cái bằng cử nhân nữa ở Ý và cũng có thêm một bằng thạc sĩ nữa cũng ở Ý luôn. Thì đối với lại những cái cơ hội như thế này, có rất nhiều bạn chọn cách quay về để giảng dạy tại bộ môn làm việc tại Việt Nam. Nhưng cũng có rất là nhiều bạn chọn định cư ở Ý luôn, làm việc cho những cái doanh nghiệp, công ty ở Ý luôn. Và đó cũng là một cơ hội mình phải nói là cực kỳ quý báu cho các bạn. Dạ, thật sự rất là quý báu vì chúng ta được trở thành công dân toàn cầu và mình có thể đi được nhiều nơi trên thế giới cũng như là khám phá thêm về văn hóa của một đất nước khác. Như vậy thì để làm được điều đó, các bạn bắt buộc phải trau dồi và rèn luyện rất là nhiều. Thì không biết những bạn có thể trở thành du học sinh trao đổi của khoa thì các bạn cần phải có những phẩm chất cũng như là những yếu tố nào ạ, thưa cô? Thì cái này mình sẽ nói ngược về lại chương trình đào tạo ha. Chương trình đào tạo thì 2 năm đầu tiên các bạn sinh viên sẽ được rèn luyện 4 kỹ năng nghe nói đọc viết giống như những ngôn ngữ khác. Tuy nhiên đến năm thứ 3, năm thứ 4 các bạn sẽ được học những cái môn định hướng về nghề nghiệp. Bộ môn hiện tại vẫn chưa có phân ra những cái chuyên môn, nhưng mà các bạn vẫn được tiếp cận với những môn học định hướng nghề nghiệp giống như là thương mại này, giống như là kinh tế này, giống như là du lịch, hoặc là cả là về giảng dạy nữa. Thì khi mà được học những cái môn học đó, các bạn sẽ có những định hướng nghề nghiệp cho riêng mình trong tương lai. Các bạn sẽ được tiếp cận như thế nào là những cái từ vựng mà mình dùng trong thương mại, như thế nào là những cái từ vựng mà mình dùng trong giảng dạy. Vậy thì các bạn
đã được rèn luyện 4 kỹ năng nghe nói đọc viết. Ngoài ra thì về chuyên môn các bạn cũng đã có. Và cái cuối cùng nữa là các bạn còn được học những môn chuyên về lịch sử, địa lý, văn hóa Ý. Và đó là những cái hành trang để các bạn ra ngoài để làm việc với lại những cái doanh nghiệp Ý và người Ý. Bởi vì phải biết, thật sự là phải biết đặc điểm và tính cách của người Ý thì mình mới có thể làm việc được với các doanh nghiệp Ý được. Ngoài ra thì các bạn có trau dồi những cái kỹ năng khác, mình hay gọi là kỹ năng mềm á. Thì các bạn có trau dồi những cái kỹ năng đó bên ngoài trường học nữa. Thầy cô trong cái quá trình học tập, thầy cô cũng cho các bạn về thi cử thì thầy cô sẽ cho các bạn thuyết trình, để cho các bạn đứng lên nói hùng biện, và đó cũng là một trong những cái kỹ năng mà các bạn cần phải trau dồi nữa để cho mình có thể tự tin hơn. Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của cô. Và chúng ta đang nói nhiều đến chương trình đào tạo, và nhắc đến chương trình đào tạo thì có những quan điểm cho rằng nếu như muốn đi du học Ý hoặc là làm những công việc trong những doanh nghiệp của Ý thì chúng ta chỉ cần học tiếng Ý một vài tháng thôi, nhưng việc học tại một trường đại học về ngôn ngữ Ý nó mất một khoảng thời gian khá là dài, là 4 năm. Thì không biết là quan điểm này như thế nào ạ, thưa cô? Cái câu hỏi này thật sự là đang đánh, mình gọi là đánh trúng tim đen á. Dạ. Tại vì có rất là nhiều sinh viên, có rất là nhiều bạn học sinh hiện tại chọn cách là học những cái khóa học ngắn hạn giống như là học một ngoại ngữ bình thường thôi. Tuy nhiên là như thế này nó có hai cái điều khác nhau, hai cái điểm khác nhau như sau. Đó là mình nói ngắn hạn tức là mình đã thấy cái khoảng thời gian nó ngắn rồi. Việc học đại học trong trường khoa học xã hội và nhân văn là 4 năm, kéo dài 4 năm. Thì cái khoảng thời gian 4 năm và khoảng thời gian 1, 2 năm là không thể nào so sánh với nhau được. Ngoài ra, ở trong các cái trung tâm đào tạo ngắn hạn, theo như mình biết được, một cái thông tin cũng khá là chính xác, đó là không thể nào đủ thời lượng để dạy những cái môn lịch sử, văn hóa. Có thể dạy nghe nói đọc viết kỹ năng, nhưng mà lịch sử, văn hóa và ngoài ra nữa mình còn có trong trường đại học mình sẽ học được những cái môn như là ngôn ngữ học, thiên về ngôn ngữ học, ví dụ mình sẽ học phát âm, mình sẽ học về từ vựng, mình sẽ học về ngữ nghĩa. Thì tất cả những môn đó ở bên ngoài những cái khóa đào tạo ngắn hạn không thể nào đào tạo cho sinh viên được. Vì vậy khi mà sinh viên tốt nghiệp trường đại học và sinh viên tốt nghiệp khóa ngôn ngữ ngắn hạn khác nhau ở chỗ đó. Đó là các bạn tốt nghiệp ở trường đại học, các bạn sẽ nắm được cho mình gọi là một sinh viên toàn diện về ngôn ngữ. Chính cái ngôn ngữ mà các bạn đã chọn là không chỉ là ngôn ngữ Ý mà là còn ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Đức. Thì tất cả những cái ngôn ngữ đều có một cái đào tạo giống nhau như vậy, cái chương trình đào tạo giống nhau như vậy, đó là đều dạy cho các bạn riêng về phần ngôn ngữ nữa. Ngoài ra còn có lịch sử, văn hóa, địa lý, cái mà ở những trung tâm không thể nào làm được. Dạ vâng khi mà cô chia sẻ đến đây thì em thật sự rất là tâm đắc, vì bản thân cũng xuất thân từ trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, thì mình cảm thấy là trong 4 năm học đại học, ngoài việc chúng ta được học chuyên ngành của mình thì được trau dồi thêm rất là nhiều kỹ năng, như kỹ năng đàm phán, giao tiếp hoặc là kỹ năng làm việc nhóm chẳng hạn, mà không ở đâu khác ngoài môi trường đại học mà để chúng ta có thể trau dồi được. Bên cạnh đó thì việc chúng ta am hiểu về mặt ngữ nghĩa, văn hóa của một ngôn ngữ thì chúng ta cũng sẽ dễ giao tiếp với người bản địa nhiều hơn, và có như vậy chúng ta mới có thể trở thành một công dân toàn cầu, cũng như là mình toàn diện hơn, mình dễ dàng hơn trong quá trình, chứ không đơn giản là chúng ta chỉ dừng lại ở mặt giao tiếp. Vì thế mà chúng ta cũng sẽ dễ dàng tự tin hơn khi bước vào thị trường lao động. Thật sự rất là cảm ơn cô với những chia sẻ vừa rồi, Minh Duyên rất là tâm đắc ạ. Và đang nói đến những cơ hội của các bạn sau khi tốt nghiệp thì Minh Duyên được biết đến rằng đất nước Ý là một đất nước của nghệ thuật, của văn hóa, cho nên chúng ta sẽ có rất là nhiều ngành nghề như thời trang, điêu khắc. Như vậy thì các bạn tốt nghiệp ngành của chúng ta rồi thì nếu muốn chuyển sang lĩnh vực nghệ thuật, điêu khắc, vân vân, về thời trang chẳng hạn, thì các bạn có cơ hội như thế nào ạ, thưa cô? Sinh viên tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Italia, đương nhiên cái lợi thế của các bạn đó là biết tiếng Ý. Ngoài ra, vì mình đã vừa nói là trong chương trình đào tạo có đào tạo những cái ngành khác, những cái môn khác, cho nên là các bạn ngoài ngôn ngữ các bạn sẽ biết thêm về văn hóa, sẽ biết thêm về đặc điểm tính cách con người. Và vì vậy khi mà các bạn làm việc rồi các bạn muốn lấn sân sang một cái lĩnh vực khác như là điêu khắc mỹ thuật thì các bạn hoàn toàn có thể làm được thôi. Các bạn tự trau dồi, đó là cái khả năng riêng của mỗi người, đó là cái kỹ năng của các bạn cần trau dồi cái kỹ năng đó. Ngoài ra tiếng Ý là cái lợi thế lớn nhất mà các bạn có, bởi vì để mà giao tiếp với lại người Ý thì thật sự là khi mà dùng tiếng Anh thì nó chiếm ưu thế một cái ít hơn một chút xíu, chứ mình không thể nói là không có. Nhưng mà tiếng Ý thì thật sự là khi mà người Ý nghe tiếng Ý từ người Việt hoặc là từ những đối tác của họ
thì họ sẽ. Dạ vâng, đó cũng chính là lý do mà Minh Duyên ở đầu chương trình rất là cố gắng để mình phát âm được chữ Ben Baese. Thì lúc đó thì Minh Duyên cảm thấy là những anh chị đang hoạt động trong khoa của mình cũng như là chính bản thân cô Lê Uy cũng cảm thấy đâu đó một chút cảm kích và vui vẻ khi mình đã cố gắng học một điều gì đó mà các anh chị đang theo đuổi. Như vậy thì đó là một lợi thế rất là lớn khi các bạn có thể theo đuổi lĩnh vực liên quan đến đất nước Ý cũng như là văn hóa của Ý. Vì Minh Duyên được biết rằng có rất là nhiều bạn mang một giấc mơ đi xa hơn đất nước của mình, mang văn hóa của mình đến với một đất nước khác cũng như là mang những tinh hoa của đất nước khác về hỗ trợ cho đất nước của mình chẳng hạn. Đó là một điều rất là tự hào của người Việt Nam khi mà chúng ta vươn ra năm châu thế giới. Một lần nữa xin được cảm ơn cô Lê Uy đã dành thời gian đến với chương trình. Cũng xin được cảm ơn các bạn học sinh và quý phụ huynh đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến giờ này. Và những số phát sóng tiếp theo sẽ rất vui khi tiếp tục được các bạn học sinh và quý phụ huynh cùng theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.